Xin chào quý vị và các bạn, và hiện tại thì tôi đang đứng tại triển lãm ô tô Việt Nam năm 2018 và gian hàng Honda. Các bạn có thể thấy ngay phía sau lưng tôi là chiếc Honda Civic Type R, một mẫu xe có thể nói là khá hot tại hôm nay. Và bây giờ thì mời các bạn cùng tôi vào tìm hiểu xem mẫu xe này có những cái trang bị gì đó. Vâng, đây, các bạn có thể thấy ngay đây là bảng thông số của chiếc Civic Type R. Và hiện tại thì chiếc xe này đang được nhập khẩu về Việt Nam và đang được trưng bày ở đây thôi. Rất tiếc là chúng ta không thể vào cái khoang nội thất bên trong được, nên là chúng ta sẽ tạm thời tìm hiểu nhanh những cái trang bị ở bên ngoài. Các bạn có thể thấy ngay là phần đầu xe là cái phần mà Civic Type R gây cho bất kỳ ai đứng trước một cái sự nổi bật và cái sự cuốn hút rất riêng biệt. Phần đèn pha full LED này thì khá giống với chiếc Honda Civic tại thị trường Việt Nam. Logo của Type R, với logo này thì các bạn có thể thấy ngay là cái chữ R được làm màu đỏ rất đẹp. Lưới tản nhiệt, rồi tất cả những cái phần ốp ở đây, ở trên bản Civic thường là mạ bằng chrome sáng bóng, nhưng mà ở trên phiên bản Type R này thì được sơn đen đồng bộ với phần cản dưới. Cản dưới này thì được làm bằng carbon với cái đường chỉ đỏ rất đẹp. Cái chữ R, logo Honda màu đỏ, đường viền chỉ đỏ ở dưới này. Cái phần vân carbon được làm ở cái vè dưới này rất đẹp. Có thể nói rằng phần đầu xe của Civic Type R đã tạo cho tổng thể chiếc xe có được cái sự cuốn hút rất là riêng biệt. Trên nắp capo là một cái hốc hút gió để làm mát khoang động cơ. Và xe thì được trang bị khối động cơ 2.0 tăng áp. Đây, các bạn tiến thêm sang bên đây. Phần bên đây cũng là hốc hút gió. Đèn sương mù và đèn sương mù LED. Cảm biến. Hiện tại ở đây thì tôi mới nhìn thấy hai cảm biến thôi. Nhưng mà đối với những cái mẫu xe thể thao như thế này thì chắc hẳn cái phần cảm biến sẽ là cái phần mà rất ít khi chúng ta cần dùng tới, vì chạy trong trường đua mà. Một mẫu xe quá chất. Đây. Sang đây đẹp hơn các bạn ạ. La răng 20 inch, logo màu đỏ, cùm phanh Brembo. Các bạn có thể thấy là mặc dù là la răng đối với một mẫu xe như là Civic Type R này, nhưng mà được trang bị lên tới bộ la răng 20 inch. Và các bạn có thể thấy là cái phần lốp rất là khá là mỏng. Phần phanh đĩa bên trong cũng lớn, gần bằng cái la răng luôn. Ở bên hông xe cũng được làm một cái vè ở phía dưới. Ốp vè phía dưới bằng carbon với cái đường chỉ đỏ. La răng cũng dùng cái đường chỉ đỏ, tăng cái tính thể thao hơn khi mà chúng ta nhìn từ phần hông. Khi mà chúng ta nhìn góc trong này, phần hộc bánh, tất cả những cái chi tiết bên trong được làm rất là cẩn thận và cầu kỳ. Đối với những cái mẫu xe đua, những cái mẫu xe hiệu suất cao như thế này thì cái việc hoạt động ở một công suất lớn hay là những cái khúc cua gắt ở trong trường đua luôn luôn được đạt một cái giới hạn nhất định. Cho nên là tất cả những cái chi tiết đều được làm rất là chắc chắn, và đặc biệt là phải nhẹ để giúp cho cái tổng thể của chiếc xe có một cái trọng lượng nhẹ nhất có thể, để có thể di chuyển trong đường đua ít thời gian nhất. Và chiếc Civic Type R này là mẫu xe đầu tiên dẫn động cầu trước và cũng là mạnh nhất bây giờ. Hiện tại thì đang là dẫn đầu về cái số thời gian chạy trong trường đua Nürburgring, Đức. Phần gương chiếu hậu thì cũng khá giống như trên mẫu Civic tại thị trường Việt Nam thôi, không có gì khác biệt cả. Đèn LED xi nhan báo rẽ trên gương. Phần tay nắm cửa cũng được trang bị cái nút để mở khóa nhanh và đóng. Cái nút này thì được trang bị ở trên cửa phụ và cửa lái, vậy là có hai cái nút để chúng ta sử dụng cái chìa khóa thông minh. Đặc biệt là cái chiếc Civic Type R này có cái phần vè ốp từ đầu xe này, phần rè dưới này, sang hông này, nối liền ra phía sau và là sốc sau. Thì tất cả những cái phần vè này thì giúp cho cái chiếc xe nhìn tổng thể chiều ngang nó to hơn. Và tất cả những cái này là sẽ là những cái đường hướng gió khí động học, giúp cho chiếc xe di chuyển được ổn định với tốc độ cao. Tiến ra phần đuôi, wow, không những phần đầu xe đẹp rồi mà phần đuôi xe còn đẹp hơn cả phần đầu xe các bạn ạ. Chắc là sẽ mời các bạn cùng tôi dành một chút ít thời gian để ngắm cái phần đuôi xe của chiếc xe này. We'll be right back.
lẽ tất cả những cái đường nét thiết kế, những cái cánh gió rồi những cái ốp các con đã làm chúng ta ấn tượng rồi, thì có một cái điều mà khi tôi nhìn tôi thấy ấn tượng ngay, đó chính là ba cái ống xả khá lớn ở đây. Hiện tại thì chúng ta không thể vào trong xe và nổ máy được, nhưng tôi đoán chắc chắn rằng ba chiếc ống xả này sẽ cho ra những cái tiếng nổ cực kỳ uy lực. Nghe thôi chúng ta đã thấy phê rồi. Các bạn có thể search ngay chiếc xe Civic Type R này ở trên YouTube và nghe thử cái tiếng ống xả làm sao. Tôi nghe tôi thấy mê luôn. Ngoài ra thì cũng giống như chiếc Civic ở thị trường Việt Nam thì cũng được trang bị camera lùi, đèn phanh, đặc biệt là rất nhiều những cái khe hướng gió kèm những cái cánh lướt gió như thế này để giúp chiếc xe có thể di chuyển với tốc độ cao và cái độ ổn định khi mà chạy ở trong trường đua, đặc biệt là cái phần đuôi xe. Thường thì những cái mẫu xe có cái hiệu suất cao khi chúng ta chạy trong trường đua qua những khúc cua với tốc độ cao thì cái phần đuôi xe bao giờ nó cũng sẽ hơi bị trượt một chút, nhưng mà với những cái cánh hướng gió như thế này thì cái điều đó sẽ được giảm bớt một phần nào đấy. Và đặc biệt là khi chúng ta tăng tốc cũng vậy, nó sẽ đè cái phần đuôi xe xuống giúp cái xe di chuyển nhanh, ổn định hơn. Vẫn là cái cụm đèn hậu hình chữ C giống như trên chiếc Civic tại thị trường Việt Nam. Vâng, thật sự là tất cả những cái vè carbon này với cái biển chỉ đỏ này nó làm cái mẫu xe này nổi bật, thực sự nổi bật từ dưới lên đến trên luôn. Đây, ngay cả bên trên nóc này các bạn có thể nhìn thấy đây, tất cả đây đều là những cái cánh hướng gió hết. Khi chúng ta nhìn như thế này vậy thôi, mặc dù là khi chúng ta nhìn nó sẽ là tô điểm cho cái phần thể thao và phần đẹp, nhưng ngoài cái tính thẩm mỹ ra thì nó còn giúp cho cái xe có một cái chỉ số khi động học tốt nhất có thể. Đương nhiên là với cái mẫu xe thể thao như thế này thì đặc biệt là cái phong cách coupe ấy, thì chúng ta sẽ không thể có một cái khoang để đồ tốt được. Chiếc xe này thì bên trong xe thì được trang bị hai cái ghế phía trước của hàng ghế thứ nhất là ghế thể thao, giống như những cái mẫu xe đua. Và sau khi đi một vòng xung quanh cái chiếc xe này rồi thì chúng ta cùng quay lại với bảng thông số. Thật sự là mẫu xe này là mẫu xe rất là mới và được nhập về Việt Nam, thế cho nên là chúng ta phải dựa vào đây để kiểm tra những cái thông số. Xe thì được trang bị khối động cơ 2.0 lít DOHC, VTEC Turbo 4 xi lanh thẳng hàng 16 van, ứng dụng cái công nghệ Earth Dream Technology. Xe có công suất cực đại là 306 mã lực tại 6.500 vòng trên phút và mô men xoắn là 400 Nm tại 2.500 tới 4.500 vòng trên phút. Wow. Dung tích của bình nhiên liệu là 47 lít phun xăng trực tiếp. À, mẫu xe này là mẫu xe được trang bị hộp số sàn 6 cấp nha các bạn. Xe còn được trang bị tới 3 chế độ lái là chế độ cộng R, Sport, Comfort. Cái chế độ này chúng ta có thể tạm gọi là A Plus. Vì sai chống trượt, phanh trước sau thì đều được sử dụng cùng phanh Brembo. Và các bạn thấy sao về mẫu xe này ạ? Các bạn có thể nhìn ngắm một vòng xung quanh một lần nữa chiếc xe này, và tôi xin phép là dừng bài đánh giá nhanh ở đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Vâng, sau khi nhìn ngắm một vòng rồi thì các bạn hãy đoán ngay mức giá của mẫu xe này khi về Việt Nam.